chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn đây là chiếc âm ly Hybrid của hãng Zinet, một chiếc âm ly rất là đẹp, rất là hay với đầy đủ tính năng và công nghệ để anh em sử dụng. Và riêng về công suất thì thoải mái chơi những cặp loa khủng, những cặp loa khó tính. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Em sẽ giới thiệu chi tiết về dòng âm ly Hybrid của hãng Zinet. Zinet là một thương hiệu của Singapore và sản phẩm này cũng được sản xuất tại chính quốc, made in Singapore luôn các bác và anh em nhé. Đây, quý vị cùng nhìn là tổng quan dòng sản phẩm rất là đẹp và thiết kế hiện đại. Quý vị cùng là theo dõi. Âm ly Hybrid là gì thì cũng có chia sẻ với các bác và anh em rồi. Hybrid là dòng âm ly sự kết hợp giữa âm ly bóng đèn và âm ly bán dẫn, tức là toàn bộ cái phần pre, tức là bộ phận tiền khuếch đại là sử dụng bóng đèn điện tử. Đấy, ở đây có 7 bóng đèn làm cái bộ phận tiền khuếch đại, còn riêng về phần khuếch đại công suất thì vẫn sử dụng bán dẫn, tức là sử dụng 8 sò Toshiba, quý vị và các bạn nhé. Đây là dòng âm ly Hybrid này thì luôn được nhiều người chơi đánh giá cao vì là nó đem cái chất âm tinh tế ngọt ngào của âm ly đèn và đặc biệt là sức mạnh của âm ly bán dẫn. Đấy, các bác phải nghe nhé. Và đặc biệt là dòng âm ly này nó tích hợp giải mã để anh em chơi. Quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng quan sản phẩm. Ở đây là hai cục biến thế này, phần bóng đèn là pre, dòng âm ly Hybrid Stereo Two-way Amplifier. Và hiện tại bây giờ thì sản phẩm chỉ có duy nhất một màu đen rất đẹp như thế này. Có một số bác cũng hỏi em có màu trắng hay không thì không có các bác và anh em nhé, chỉ có một cái bản màu đen này thôi. Đây có hai đèn vu rất đẹp, công tắc bật tắt nguồn này và logo Zinet in chìm ở đây, quý vị có thể quan sát nha. Hai đèn vu, đây là một cái màn hình hiển thị các ngõ vào và nút chọn ngõ vào, có cổng phono này, aux này, bluetooth này, OBT là cổng quang học, cổng coaxial và cổng PC USB, chỉnh bass, chép, volume và có nút tai phone ở đây. Ở dưới volume này là có cái modem của sản phẩm này, GTA100 này, và đi kèm nó sẽ có một cái điều khiển từ xa rất tiện lợi để anh em sử dụng. Em sẽ quay đến mặt phía sau của chiếc âm ly, quý vị cùng nhìn một vòng. Quý vị thấy ở đây này, có một cái bắt ốc này và chọn ngõ điện vào. Có thể vừa dùng điện 220V, vừa dùng điện 100V. Anh em nhé, anh em muốn dùng điện 100V, anh em gạt ra. Còn đây, mặc định sẽ là 220V. Made in Singapore này. Chỗ cắm nguồn này là chỗ chạm loa. Anh có thể là kẹp dây hoặc là cắm các bắp chuối để gọi là cọc loa đa năng, rất là tiện lợi nha, hai loa. Và đây là cọc tiếp địa cho cổng phono. Con này có cổng phono dùng cho đầu đĩa than. Ít khi thấy một con đầu âm ly nào đó, âm ly đời mới chẳng hạn, nó tích hợp giải mã, nó còn bổ sung thêm một cổng phono nữa. Cổng phono nó bịt cái nhựa đen vào này, anh em này. Đấy, anh em muốn dùng cổng phono thì anh em rút cái bọc này ra. Rồi, đường vào có bluetooth này, rất là tiện lợi, có bluetooth này. Đấy, đường vào tiếp theo là đường vào aux thì rất đơn giản rồi. Đường aux này để anh em lấy các nguồn tín hiệu AV, ví dụ như từ đầu CD, đầu giải mã đi vào, hoặc thậm chí là anh em có thể là kết nối trực tiếp một cái dây tín hiệu như này. Đây, dây 3.5 ra 2 AV anh em cắm vào. Thường anh em cắm thẳng vào điện thoại, vào TV đời cũ là chơi. Nghe đây, đường AV. Còn bên cạnh đây nó sẽ có những cổng tín hiệu kỹ thuật số vì con này tích hợp giải mã anh em nhé. Anh em kết nối thẳng dây cáp quang từ TV xuống là sử dụng này, từ cổng quang học OBD này, kết nối với cả máy tính này, PC USB. Đấy. Và ngoài ra có đường coaxial, có đường sub out. Có một cái hay nữa là đây có một cái đường sub, anh em kết nối một con siêu trầm điện, nó sẽ bổ sung cái giải trầm rất là hay và mạnh mẽ. Sau đây thì em xin phép là kết nối dây nguồn và test quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì anh em kết nối cho em cái dây nguồn điện. Dây nguồn đi kèm, anh em cắm thẳng vào ổ cắm điện của chúng ta và chú ý cho em, nhìn lại cho em, điện đang là 220V hay là điện 100V. Và mặc định của nó sẽ là 220V, như là để cho chắc chắn. Anh em nhìn lại cho em một cái nhé. Kết nối dây nguồn vào, dẹp là chắc vào mút, rõ tín hiệu ra loa. Đây, ra loa thì dùng rắc bắp chuối là tiện nhất anh em nhé. Và khi anh em mua âm ly Zinet tại EQ301 thì sẽ được tặng kèm một bộ dây loa dài 2,5m và đầy đủ đầu rắc cho anh em. Cọc loa cắm rất là tiện anh em nhé. Đây. Đấy. Ngõ tín hiệu vào thì hoàn toàn anh em có thể lựa chọn các, ví dụ như là kết nối bluetooth không dây này, kết nối đường AV vào này. Anh em có đầu CD, đầu giải mã thì anh em kết nối, ví dụ như là anh em có một con đầu CD hoặc một con đầu giải mã
thì chúng ta sẽ cần đến một bộ dây hoa sen để kết nối, ví dụ như là từ đầu CD đi vào chẳng hạn, đầu băng cối đi vào. Đấy, anh em sẽ kết nối với đường AUX này này, trắng đỏ này này. Đấy, anh em kết nối với một con đầu giải mã, ví dụ như này, để anh em cấp cái nguồn nhạc cho con âm ly này. Xong rồi tích hợp giải mã, anh em chỉ cần cắm thẳng cái dây quang học vào là sử dụng. Thông thường thì phần lớn TV của anh em đều có cổng quang học. Cổng quang học, một đầu anh em cắm vào TV, một đầu anh em cắm vào âm ly. Đây, ánh sáng màu đỏ anh em cắm vào. Đấy, là dùng luôn, như là bật nguồn là chạy thôi. Sau khi đã kết nối xong thì anh em bật nguồn. Đấy, quý vị cùng quan sát nhá. Cái nút nguồn cũng rất là đẹp. Đây, có một cái đèn led bao quanh cái nguồn này, đèn vu sáng này. Và trên cái màn hình nó sẽ hiển thị các cổng tín hiệu, ví dụ là follow này, AUX này, BT là Bluetooth, khi chưa kết nối nó sẽ nhấp nháy như này. Đấy, cổng Coaxial này, BC USB này. Cổng BC USB thì khi mình chưa kết nối sẽ không chọn được, nhưng khi em kết nối với cả máy tính thì sẽ chọn được. Và OBT là cổng quang học. Đấy, cái nút chỉnh chép bass volume ở đây. Và đây có một lỗ tai phone, anh có thể kết nối tai phone để nghe cái sự riêng tư. Rồi, và có một cái chú ý cho em nhé, những dòng âm ly đèn ấy thì khi bật nguồn anh em đợi khoảng tầm một thời gian ngắn để bóng đèn của nó đủ nóng, đủ điện áp thì nó mới chạy. Những trường hợp bật phát là có tiếng luôn nhé. Bây giờ anh em vặn volume mà chạy, hoặc là anh em tăng giảm âm lượng ở trên điều khiển, rất tiện lợi nhé. Thì em ghép với cặp loa toàn giải bass 30 ở phía sau, con này đánh cái dòng loa công suất lớn ngon lành, kể cả dòng loa Mỹ, dòng loa Peeler 88A công suất lớn, hoặc là dòng bass 40 đánh bass rất là mềm và sâu, anh em thấy nhá. Đây là sự kết hợp giữa âm ly bóng đèn và âm ly bán dẫn, nên là âm thanh của nó rất là ngọt và nó đủ sức mạnh của âm ly bán dẫn để anh em chơi cặp loa khó tính. Khi em tăng âm lượng ở trên điều khiển này, cái volume cũng quay theo này, anh em nhìn này. Đấy, mute off. Em chuyển sang chế độ Bluetooth nhá, BT này. BT là Bluetooth. Quý vị yên tâm, chơi con này tiếng đánh rất phê. Đây, khi anh em bật Bluetooth ở trên điện thoại lên, anh em kết nối vào. Lần đầu kết nối sẽ hỏi là ghép đôi, anh em ấn chữ ghép đôi và sau đó bật nhạc ở trên điện thoại là trải nghiệm. Chiếc này Bluetooth 5.1 rất xa và ổn định anh em nhé, và đủ các cổng kết nối để anh em chơi, thậm chí rằng là có kết nối OTG với cả điện thoại. Em có hướng dẫn với các bạn và anh em ở clip trước rồi, anh em có thể xem lại nhé. Đây, quý vị và các bạn nào ở nhà có một con loa siêu trầm điện thì quý vị có thể kết nối vào một con loa súp để đánh những giải siêu trầm, đánh rất hay. Đó, đường cắt súp con này rất là hay này. Về thông số kỹ thuật của chiếc âm ly này là hỗ trợ trở kháng từ 4 đến 8 ohm và công suất cực đại 4 ohm là 300W một kênh anh em nhé. Công suất thổi ra loa cực đại là 300W một kênh, tức là 300W nhân 2, và cực đại ở 8 ohm là 150W nhân 2. Đây là công suất thổi ra loa. Đấy. Ngoài ra thì anh em có thể kết nối với cả máy tính. Đây là dây kết nối với cả máy tính này. Đây là cổng vuông vuông dưới cái cổng cáp quang này này, để kết nối với cả máy tính này. Đấy, anh em một đầu cắm vào. Đầu này, anh em kết nối với cả máy tính thì em có chia sẻ với anh em rồi. Anh em cắm thẳng vào chân sạc điện thoại để xuất tín hiệu âm thanh chất lượng cao đi vào âm ly. Vì âm ly này có tích hợp giải mã nên nó giải mã luôn, nó chơi luôn. Đấy là một cái rất là tiện lợi cho anh em. Vừa lấy đem vừa test chiếc âm ly này với một cặp loa bass 30. Bây giờ thì sẽ là bộ combo mà em ghép với cặp loa Buxell. Con này đánh cặp loa Buxell thì rất là mềm dẻo. Đây là cặp loa Buxell phía sau. Đấy, thì mình sẽ test để anh em cùng trải nghiệm khi mà ghép với loa Buxell tiếng nó sẽ như thế nào. Rất là bông tươi, nhẹ nhàng các bác và anh em nhé. Và em sẽ test cổng quang học. Đây, quý vị chỉ cần rút dây quang học từ âm ly này ra, cắm sang con này. Đấy,
tín hiệu từ dây quang học của tivi xuống âm ly, và từ âm ly nó sẽ ra hai loa này. Dòng này thì nó sẽ không kén loa, nó đánh dòng loa khó tính rất là ổn các bạn em nhé. Đây bây giờ mình tăng âm lượng lên. Đây thì mình tăng âm lượng này. Và mình chọn gõ vào nữa nhé. Trước hết này anh em, cái dấu 4 chấm này, tức là chúng ta đang tạm dừng, anh em bật lên này. Mute up này. Đấy. Và chọn gõ vào OBT nó optical anh em nhé. Anh em cảm nhận tiếng nó rất mềm mại, bóc tách các giải âm bass, check, mic. Em còn test âm đi ở phía sau. Rồi em cầm loa bookshelf. Và cuối cùng em xin phép báo giá cho các bác và anh em một chiếc âm ly Hybrid của hãng Zinet đến từ Singapore, có giá là 9.300.000 đồng. Bên em miễn phí giao hàng toàn quốc này, bảo hành 12 tháng cho các bác và anh em nhé. Dòng âm ly mới và bên em bảo hành 12 tháng cho các bác và anh em. Thứ hai là tặng kèm một bộ dây loa dài 2,5 m, đầy đủ rắc cắm bắp chuối cho các bác và anh em. Nếu như quý vị và các bạn yêu thích dòng âm ly Hybrid của hãng Zinet này thì vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình. 9.300.000 miễn phí giao hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.